Việt Nam đã có 13 người bị tử vong do dịch COVID-19 và Đà Nẵng đã phát phiếu cho dân để được đi chợ tin từ Việt Nam. Truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản vào ngày 10 tháng 8 năm 2020 loan tin trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, thì Việt Nam đã có thêm 3 người tử vong do dịch coronavirus. Số người nhiễm dịch đã tăng lên con số là 847 người. Trước đó vào ngày 9 tháng 8, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu là chuyên gia trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã nói trên tờ báo Tuổi trẻ rằng nhà cầm quyền đã thực hiện rất quyết liệt, toàn diện, hiệu quả nên đã kiểm soát, khống chế được ổ dịch tại Đà Nẵng và tâm dịch tại bệnh viện Đà Nẵng, việc lây lan đã được hạn chế. Tuy nhiên vào ngày 10 tháng 8 thì ông Huỳnh Đức Thơ là chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết ông đã yêu cầu Sở Công thương của thành phố tìm cách để cho người dân chỉ được đi chợ 2 cho đến 3 ngày một lần. Ông Thơ giải thích, khi ông đi khảo sát quanh thành phố thì thấy người dân thực hiện phòng dịch chưa tốt, có lúc thì chợ vắng nhưng, nhưng lại có lúc thì rất đông. Chính vì vậy, ông đang nghĩ ra cách phát phiếu cho người dân đi chợ theo ngày chẳng, lẻ để hạn chế người dân đến chợ. Vẫn theo ông Thơ thì hiện thành phố chưa tính đến việc sẽ phong tỏa cả thành phố, nhưng nếu những ngày tới mà tình hình xấu đi thì sẽ có biện pháp mạnh hơn. Hiện nay thì mới chỉ là lời đề nghị của ông thơ chứ chưa được thông qua. Nếu được thông qua thì mỗi gia đình tại Đà Nẵng sẽ được phát 10 phiếu vào chợ trong một tháng. Các cấp cầm quyền xã, phường sẽ in ấn phiếu vào chợ theo màu sắc khác nhau để phân biệt ngày rồi gửi đến từng gia đình trên địa bàn. Những phiếu này chỉ được sử dụng qua một lần.